Vâng, thưa quý vị và các bạn, vậy là cuối cùng thì bộ phim Song Song đã chính thức được ra rạp và chúng tôi đang ở rạp chiếu phim. Khán giả cũng đang rất háo hức để thưởng thức bộ phim này. Và thời gian gần đây, ý thức của những người đến xem cũng đang rất tốt. Không được hút thuốc trong rạp. Xem phim ma, cậu cảm động lắm mà. Vậy bị người ớ bỏ đúng không? Nhưng không được làm ồn trong rạp. Không đem thức ăn bên ngoài vào rạp. Alo em à, ừ anh đây, ừ. Em muốn dịp được, em thích dịp được, ừ. Mẹ ao đi em muốn dịp được, ừ, đồ chơi đây nhá, ừ. Không được sử dụng điện thoại trong rạp chiếu phim. Alo. Anh muốn xem là cảm nhận của anh và em có giống nhau hay không. Tuyệt đối không được phép live stream. Cô gặp lắm mà. Cô có lấy gì về không? Trời ơi, phim này hay lắm luôn nha. Để tôi kể cho ông nghe đoạn cuối. Có muốn tôi spoil đoạn cuối của cuộc đời ông không? Tuyệt đối không được spoil phim. Xin các bạn hãy xem phim một cách văn minh. Hãy tuân thủ các quy định ở trong rạp. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Tôi, Nguyễn Trung Anh, Nguyễn Việt Anh, phóng viên của Đài Truyền hình Song Song, thường trú tại rạp chiếu phim Việt Nam.